Các bạn hôm nay thì Đỗ xin được giới thiệu với các bạn một cái loại kem. Đây là cái loại kem nằm trong một cái hộp rất là nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, xinh xắn. Đây là cái hũ kem kim cương. Cái hũ kem này được mệnh danh đó là vẻ đẹp không tuổi. Các bạn nhìn thấy đây là một cái bột kim cương màu trắng. Và nếu chị em nào sành sử dụng mỹ phẩm thì chúng ta chỉ sử dụng nó một lần thôi, thì chúng ta không bao giờ sử dụng bất kể một cái loại kem nào khác nữa. Đây là vùng loại kem thảo dược hoàn toàn chiết xuất từ các loại thảo dược của Siberia, của nước Nga, vùng hoang dã. Và vì sao nó lại mệnh danh là người đẹp không tuổi? Bởi vì nó sẽ hút, khi chúng ta bôi vào da mặt, nó sẽ hút tất cả các độc tố ở từ sâu bên trong da mặt nhờ cái hợp chất carbon, và nó sẽ kéo dài cái tông sáng của mình rất là lâu. Nó tái tạo tế bào da, nó chống lại các tia tử ngoại, các tia cực tím, các tia cực tím nó chiếu trực tiếp, tiện trực tiếp vào da của mình hàng ngày, và nó xóa được các vết nhăn xung quanh mũi, xung quanh miệng, đặc biệt là nếp nhăn ở trán, xóa nếp nhăn ở xung quanh mắt, nó tái tạo tế bào da. Và các bạn thấy là nó luôn luôn làm cho cái tông da của mình nó sáng lên, bền màu, nó tái tạo tế bào da của chúng ta. Và các bạn buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ hay sáng mai chúng ta ngủ dậy, chúng ta rửa mặt thật sạch, sau đó chúng ta sẽ lấy cái kem kim cương, bột kim cương màu trắng này, chúng ta sẽ bôi lên mặt, và sau đó chúng ta sẽ massage vào buổi sáng trước khi ngủ dậy, và buổi tối chúng ta đi ngủ cho massage đều mặt, thì chắc chắn da mặt chúng ta sẽ sáng, sẽ rất mịn màng, rất là mềm mượt, sờ vào rất là yêu cái làn da của mình. Và các bạn hãy mua ngay cho mình cái hũ kem kim cương này các bạn nhé, và liên hệ ngay với Thủy Đỗ để được cái kem kim cương này, để luôn luôn khuôn mặt của chúng ta trẻ trung, xinh đẹp và lạc quan yêu đời mỗi ngày các bạn nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.